Chúng đây phụ cơ tôi chia sẻ với nhau và đáp lại thì chúng hướng thân. Ôi Thiên Chúa, sao Chúa bỏ tôi, bỏ xa lời tôi, nguyện xa đến tôi kêu. Ôi Thiên Chúa, tôi kêu cả ngày mà Chúa chẳng nghe, cả đêm mà Chúa không hề để ý. Nhưng Chúa vẫn cứ trong đẹp thánh như mục tiêu khen người của Israel. Cha ơi, chúng tôi đã cậy trông vào Chúa, họ đã cậy trông và Chúa đã trải qua cho. Họ đã kêu lên Chúa và được Ngài cứu độ, họ trông cây Chúa và chẳng có hổ ngươi. Tôi là sâu bọ không phải người, đổ đủ như chức nhân viên đất kinh vi. Ba người thấy tôi đều như hai tôi, họ biểu môi họ bắt đầu hắn tin cây Chúa. Xin Ngài cứu hắn, xin Ngài đại cơ hắn, nếu Ngài yêu thương. Chúa đã kêu tôi ra từ trong bụng mẹ, đã tập tôi an toàn trên khu mẫu thân. Thua lập bọn mẹ tôi đã được dâng trao Chúa. Xin đừng xa tôi vì tôi cô đơn, xin ở gần vì không ai giúp đỡ. Đừng quanh co tôi là một bò, lũ bò rừng, lũ bò đừng lân la xa tôi còn thấy tôi. Để hại tôi chúng ta ngoan mồm như sư tử hong bồi đang hê đống lên. Con người tôi chạy ra như nương, xin lô tôi bỏ ai lòng ra. Trái tim tôi dường như sông hồ xa, đang chạy ra ra trong góc ruột ca. Cô bằng tôi em khô như ngọn đất sen, đời tôi dính vào cung hồng tôi. Ngài cho tôi vào cho mỗi thứ thần. Đứng quanh tôi là một đàn thân quyền, một vô cố đổ ba bọc lấy tôi. Chân tay tôi chung đều đâm thùng. Tôi có thể đem được mọi đốt xương tôi, và chứng thì nhìn xem tôi và vui về. Đây đi phụ vừa tôi chia sẻ với nhau, ở tâm áo nhà thì chung đốt thân. Phần Ngài lại chưa xin chưa đứng xa tôi, tôi xin kiếm ra tay nâng đờ, xin cứu linh hồn tôi khỏi cõi gương và làm sống tôi khỏi tay cứu thuyền. Xin giải thoát tôi khỏi nghiệp sư tử và người ông bố thoát khỏi sự chấp. Tôi sẽ tự tổn thanh Chúa cho anh em, giờ nơi cơ hội tôi sẽ ngơi khen Ngài. Chưa quân là người tốt, giờ chưa hãy ngã khen Chúa và tê yêu dê nhà Israel. Hãy chúc tôn Ngài, hãy tôn sợ Ngài hết hơi lòng trong Israel. Vì Chúa không chê, không ngang đôi khổ của người đau khổ, Ngài cũng đau đớn và xa hơn họ, nhưng khi họ yêu cầu Ngài đã thương nhau. Bao người cùng trong lòng tâm sẽ tốt thở, đi bộ Chúa con kẻ nằm xuống ngôi trên xe, sau người Chúa kiếm nha. Và linh hồn tôi sẽ sống cho chim Chúa, biểu dễ tôi sẽ ủng hộ Ngài, sẽ tự thuận về Chúa cho thế hệ tương lai. Và chúng để cho dân hầu nhân biết những tôn minh Chúa rằng điều đó Chúa làm ra. Chúng đến đi phụng cơ tôi chia sẻ với nhau, còn ở tâm áo dài thì chúng đúc thân.